Phát biểu trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Giorgio Chikoti tại Nga, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Mỹ không nên tìm cách đổ lỗi cho bất kỳ bên nào, đồng thời nhấn mạnh tình hình chỉ có thể cải thiện nếu Kiev xem xét đến những quyền lợi của các khu vực có nhiều người nói tiếng Nga. Cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật chống ly khai trong nỗ lực nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở ba tỉnh miền đông là Kharkov, Donetsk và Lugansk. Theo đạo luật mới, những người bị cáo buộc vi phạm chủ quyền lãnh thổ Ukraine có thể phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam cho hành vi phạm tội lần đầu. Trước đó, mức án tối đa đối với tội danh này chỉ là 3 năm tù giam.